Thưa quý vị và các bạn, đột quỵ khiến một người đang khỏe mạnh bỗng dưng có thể gục xuống, liệt nửa người, hôn mê hoặc có thể dẫn đến tử vong hoặc là sống với các cái di chứng rất là nặng nề. Đây là nguyên nhân đứng hàng thứ ba dẫn đến tử vong chỉ sau ung thư và các bệnh tim mạch. Để giúp cho quý vị và các bạn có thể hiểu rõ hơn về nguyên nhân, triệu chứng cũng như là cách phòng trừ căn bệnh này, trong một phổ biến kiến thức y tế hôm nay chúng tôi có mời tới trường quay thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Văn Huy, phụ trách khoa cấp cứu Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Phúc để cùng trao đổi về nội dung này. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Thưa bác sĩ, bệnh đột quỵ thì thường có những cái biểu hiện hay là những cái dấu hiệu ban đầu như thế nào? Vâng, dấu hiệu của bệnh đột quỵ thì gần như là không có một cái triệu chứng gì báo trước. Nó khác với các cái bệnh lý khác nên là dẫn đến rất đột ngột. Một người có thể đang ngồi nói chuyện, đang ngồi ăn cơm, đang đi lại hoặc là đang làm bất kỳ một việc gì, thậm chí là đang ngủ cũng có thể xảy ra đột quỵ. Các cái triệu chứng thường xuyên của đột quỵ đó là gì? Triệu chứng như liệt nửa người, triệu chứng của méo miệng, nói ngọng hoặc là sụp một bên mi mắt xuống. Chân một tay thì nhân có cảm giác là tê bì rồi không 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 vận động được theo cái mong muốn của mình, và khi gia đình phát hiện ra những cái trường hợp như thế đưa đến với chúng tôi thì các trường hợp đấy là phần lớn các trường hợp đều là đột quỵ nhồi máu não, chiếm đến 80% các bệnh nhân, còn lại 20% bệnh nhân là có là dạng đột quỵ của xuất huyết não. Vâng, vậy thì theo bác sĩ thì cái đối tượng hay là cái độ tuổi nào thì dễ bị đột quỵ ạ? Vâng. Đối tượng dễ bị đột quỵ thì thường là những người cao tuổi, những cái người mà có bệnh lý mãn tính, ví dụ như là bệnh tăng huyết áp mãn tính, những người bị các cái rối loạn chuyển hóa như là bệnh lý đái tháo đường, bệnh tăng mỡ máu, đấy là những cái trường hợp rất dễ bị đột quỵ. Ngoài ra thì còn một số những cái trường hợp mà những người béo phì có lười vận động hoặc là ngồi nhiều, đấy là những trường hợp cũng dẫn dễ bị đột quỵ. Những người có bệnh lý tim mạch mãn tính mà điều trị không tốt, ví dụ như là những người bị bệnh du nhĩ hoặc là có bệnh van tim, đấy, những cái cơ hội để tạo ra những cái cục máu đông ở trong quả tim làm cho khi mà cục máu đông nó theo cái dòng máu lên trên mạch não nó gây tắc mạch não, gây đột quỵ nhồi máu não. Khi mà bị đột quỵ thì thường để lại những cái biến chứng hay gọi là những cái di chứng như thế nào? Vâng, cái di chứng đối với một người bị đột quỵ thì thông thường hay để lại các cái di chứng từ mức độ nhẹ đến là có thể yếu nửa người thôi, chỉ yếu nửa người, yếu chân yếu tay, nói ngọng, méo miệng, rồi di chứng nặng hơn nữa là gì, đặt đâu nằm đấy. Di chứng nặng nhất của đối với bệnh lý đột quỵ là tử vong. Thì đối với những cái trường hợp mà bị đột quỵ, ví dụ như là bị đột quỵ nhồi máu não mà tắc những cái diện mạch máu lớn thì cái nguy cơ tử vong rất là cao, hoặc là những trường hợp xuất huyết não, đột quỵ xuất huyết não thì đối với xuất huyết não thì cái nguy cơ tử vong cũng rất là lớn, do là bệnh nhân bị đột ngột bị tổn thương thần kinh trung ương dẫn đến những cái rối loạn về nhịp thở, rối loạn về tim mạch và cuối cùng là suy hô hấp dẫn đến tử vong. Bệnh nhân cũng có thể là hôn mê ở trạng thái đời sống thực vật. Thưa bác sĩ, vậy thì khi một người bị đột quỵ thì cái cách xử lý là như thế nào? Cái cách xử trí đối với một người bị tai biến mạch máu não thì có rất nhiều cái cách xử trí khác nhau, tuy nhiên thì là đều tự chung lại là có những cái biện pháp xử trí chung. Ví dụ như là đặt bệnh nhân nằm yên một chỗ, thở cho bệnh nhân thở oxy và đảm bảo về hô hấp, chức năng hô hấp, đảm bảo về chức năng tuần hoàn. Rồi thì khi bệnh nhân có tăng huyết áp thì cần phải nhanh chóng đưa được cái huyết áp vào cái giới hạn cho phép. Nếu như bệnh nhân mà tai biến mạch máu não mà không được đảm bảo cái chức năng sống, không được thở oxy ngay trong những giờ đầu tiên thì cái nguy cơ mà cái tổn thương hệ thần kinh trung ương nó lan rộng ra và những cái tổn thương thứ phát nó sẽ xuất hiện, dẫn đến làm cho bệnh nhân nặng nề hơn lên rất là nhiều. Phần lớn các trường hợp đột quỵ là đều xảy ra ở trong gia đình cũng như là ở cơ quan nơi mà người đó đang làm việc. Thậm chí có những trường hợp là xảy ra khi mà bệnh nhân đang đi xe máy hoặc là đang tham gia giao thông, thì đấy là những trường hợp là khi xảy ra đột quỵ thì sẽ rất là nguy hiểm, bởi vì ngay lập tức người ta mất cái kiểm soát. Thì cái cách xử trí ban đầu tiên ở khi mà bệnh nhân ở cộng đồng, còn đang ở cộng đồng thì cách xử trí ưu tiên là gì, cho bệnh nhân nằm yên một chỗ và nằm nghiêng, tư thế nghiêng an toàn, nghiêng có thể nghiêng trái hoặc nghiêng phải, một chân co một chân duỗi và đầu nghiêng sang một bên. Vâng, thưa bác sĩ, được biết là hiện nay thì có một cái phương pháp điều trị đối với cái căn bệnh đột quỵ, đó là dùng thuốc tiêu huyết khối trong điều trị. Vậy thì bác sĩ có thể nói rõ hơn về cái phương pháp này không ạ? Điều trị tiêu huyết khối đường tĩnh mạch thì đã được áp dụng tại Việt Nam bắt đầu từ năm 2000
2007 tại thành phố Hồ Chí Minh và đến năm 2009 thì đã được áp dụng tại khoa cấp cứu bệnh viện Bạch Mai. Và đến đầu năm 2015 thì chúng tôi đã bắt đầu triển khai áp dụng tại khoa cấp cứu bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Phúc. Và đến thời điểm hiện tại này chúng tôi cũng đã áp dụng được cho vài chục bệnh nhân, đặc biệt là những cái trường hợp bệnh nhân đến sớm trong vòng 4,5 giờ đầu. Hầu hết các bệnh nhân là có thể sau khi sử dụng thuốc khoảng 1 tiếng cho đến 24 giờ đến 24 tiếng nên là đã hồi phục được chức năng vận động cũng như là các cái chức năng về ngôn ngữ rất là tốt. Tuy nhiên thì cũng vẫn có một số trường hợp là không đạt được cái kết quả như mình mong muốn. Lý do chính là do người ta bị tổn thương những cái mạch máu quá lớn, những cái diện tổn thương lớn như vậy và cái thời gian nó kéo dài hơn. Có những trường hợp bệnh nhân ở nhà và đến với chúng tôi đã vào giờ thứ tư rồi cho nên là cái khả năng hồi phục của người bệnh cũng kém hơn. Vâng, qua cái chia sẻ vừa rồi của bác sĩ thì chúng ta có thể thấy được là căn bệnh đột quỵ là một căn bệnh rất là nguy hiểm đúng không thưa bác sĩ? Vâng. Vậy thì bác sĩ có lời khuyên như thế nào đối với mọi người để mà có thể phòng tránh căn bệnh này một cách tốt nhất? Để phòng tránh, tốt nhất là phải phòng tránh những cái căn bệnh nền nó có thể gây ra bệnh lý đột quỵ. Ví dụ như là phải điều trị tốt về tăng huyết áp, điều trị tốt về bệnh lý đái tháo đường, điều trị tốt về các cái bệnh lý về tăng mỡ máu, rồi những cái trường hợp mà có bệnh lý tim mạch, ví dụ như là bệnh rung nhĩ, rối loạn nhịp tim hoặc các bệnh lý van tim, cần phải điều trị tốt những cái bệnh lý này thì mới là cái cách để dự phòng đột quỵ tốt nhất. Quý vị và các bạn thân mến, qua cuộc trao đổi vừa rồi với thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Văn Huy thì chúng ta phần nào có thể hiểu được về nguyên nhân, triệu chứng cũng như là mức độ nguy hiểm của căn bệnh đột quỵ. Và để có thể phòng tránh căn bệnh này một cách tốt nhất thì chúng ta nên thực hiện tốt những cái lời khuyên của bác sĩ. Một phổ biến kiến thức y tế của chúng tôi hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi chương trình. Một lần nữa xin được cảm ơn bác sĩ đã nhận lời mời tham gia chương trình hôm nay của chúng tôi.